Đời xưa gặm việc nay, ai người truy kỷ ai là ai? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cụ ông, thưa cụ bà, cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Trong buổi tìm hiểu giáo lý Phật giáo hảo hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một trong tứ đại trọng ân. Đó là ân Tam Bảo. Thì đây cũng là một cái điều quan trọng nhất trong cái giáo thiết học Phật tu nhân của Đức Thầy. Thì đối với giáo thiết này, tứ ân đóng một vai trò chủ đạo trong cái tiến trình xây dựng một cái nền tảng nhân đạo để tiến hóa lên cái quá trình tu Phật để rồi đến chỗ giải thoát. Thì đặc biệt trong cái triết học Phật giáo cũng không lạ gì với cái triết lý gì tứ ân. Ngày xưa Đức Phật cũng có dạy cho môn nhân đệ tử, nhất là những người còn tại gia. Thì đối với tứ ân thì Đức Phật dạy là ân quốc vương, ân phụ mẫu, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại, ân chúng sanh, thứ tư là chúng sanh. Thì hôm nay Đức Thầy chúng ta có thay đổi vị trí, cũng như có thay đổi về một số từ ngữ. Thí dụ như ân quốc vương thì được đổi lại là ân đất nước, ân phụ mẫu được thay đổi là ân tổ tiên cha mẹ, ân tam bảo thì không thay đổi. Ân chúng sanh ngày xưa thì ngày giờ này Đức Thầy chúng ta thay đổi lại là ân đồng bào nhân loại, cho nó phù hợp với cái bối cảnh xã hội và nó giảm bớt đi cái phần gánh nặng. Bởi vì chúng sinh thì nó bao gồm cả chúng sinh trong tứ loài rất rộng. Tuy nhiên đồng bào nhân loại thì nó gọn hơn. Nếu chúng ta nói về cái nghĩa rộng về chúng sinh thì đó là bốn cái điều ân mà ngày xưa thì Đức Phật có dạy, và hôm nay thì Đức Thầy chúng ta cũng trùng tiên lại. Thì hôm nay đối với tứ ân thì chúng ta sẽ gặp gỡ với nhau trong cái ân tam bảo. Bởi vì đây là về cái phần tinh thần. Tất cả nhân loại chúng sinh khi đã sanh là con người ở trong cõi nhân thiên này thì ai cũng phải thọ ba cái ân. Tức là ân đất nước, ân tổ tiên cha mẹ và ân đồng bào nhân loại. Và đặc biệt thì đối với cái người tín ngưỡng thì thọ thêm một cái ân nữa là ân tam bảo. Và cái người xuất gia thì phải thọ thêm một ân nữa là năm ân, đó là ân đàn na thí chủ. Thì đây là tùy theo cái bổn phận, cái tức là vai trò của mỗi cái người, mỗi cái nhiệm vụ, mỗi cái phương châm hành đạo mà chúng ta chọn lựa. Thì nếu như cái người không tu thì chỉ cần đền ba ân là đủ rồi. Còn nếu như cái người tu thì có thể đền bốn ân đối với người xuất tại gia, còn người xuất gia thì phải đền năm ân, nó cộng thêm ân đàn na thí chủ. Do đó cho nên hôm nay về cái phần tín ngưỡng tâm linh thì theo cái nghĩ chúng tôi, tam bảo rất là quan trọng. Nếu hôm nay người tu mà chúng ta không hiểu được ân tam bảo, thiếu đức tin về tam bảo, không thực hiện đúng theo những gì mà Tam Bảo dạy thì đây là một điều thiếu sót, và chúng ta khó có thể tấn hóa trên cái lộ trình học Phật để đi đến cái lộ trình hoàn toàn giải thoát. Do đó cho nên hôm nay khi bước vào cửa đạo, sau cái đề chữ tu ra thì theo tôi đó, chúng ta cũng phải hiểu về ân Tam Bảo vậy. Như vậy thì ân Tam Bảo là gì? Tại sao ta phải đền ân Tam Bảo? Cách đền ân Tam Bảo như thế nào? Theo lời Thầy dạy thì hôm nay tôi chỉ trình bày ba vấn đề này chính thôi, tinh gọn lại. Vậy thì yếu tố thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về khái niệm của Tam Bảo là gì. Thì Tam Bảo ai cũng hiểu rằng đây là Phật, Pháp, Tăng. Bảo là quý báu, đây là ba cái quý báu nhất, cho nên được thế gian tôn thờ gọi là Tam Bảo. Thì đối với Tam Bảo này nó có ba cái phần chính.
Phần thứ nhất là tam bảo xuất thế gian, tức là tam bảo đã lui về quá khứ. Phần thứ hai là tam bảo trụ trì thế gian. Và phần thứ ba là tam bảo tự tánh, gọi là đồng thể tam bảo. Và luôn cả phần phụ nữa, trong đạo Phật giáo hảo chúng ta, cái gì là Phật bảo, cái gì là Pháp bảo và cái gì là Tăng bảo thì mình cũng có thể hiểu để chúng ta ứng xử. Vậy thì nếu nói về cái khái niệm về tam bảo là Phật, Pháp, Tăng thì cái nguồn gốc đi vào quá khứ gọi là tam bảo xuất thế gian, thì Đức Phật là Phật bảo, Đức Thích Ca Mâu Ni là Phật bảo, và Ngài cũng là một cái người sáng lập lên đạo Phật. Nói một cách dễ hiểu là trước khi Đức Phật thành đạo thì thế gian này chưa có tam bảo. Kính thưa đồng đạo, tam bảo xuất phát, nếu hiểu về cái nguồn gốc, có được cái khái niệm này là nó xuất phát từ sau khi Đức Phật thành đạo. Và lúc bây giờ thế gian mới tôn thờ Đức Phật là Đức Thế Tôn, vị trí cao nhất là Phật bảo. Và cái bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết là pháp Tứ Diệu Đế. Khi Đức Phật đến vườn Nai để độ năm anh em Kiều Trần Như, gọi là Khổ Hạnh Lâm, thì Đức Phật thuyết pháp Tứ Đế, thì đây là pháp bảo, cái bài pháp đầu tiên. Và sau khi thuyết bài pháp này, năm anh em Kiều Trần Như là năm cái vị đệ tử đầu tiên chứng đạo và nhận lệnh Đức Phật truyền đạo, thì năm vị này gọi là Tăng bảo. Và từ đó nếu chúng ta hiểu rộng hơn về tinh thần đạo Phật, ngoài Đức Thích Ca Mâu Ni ra thì thập phương Phật, tất cả các vị Phật đều được liệt vào Phật bảo. Và chẳng những bài pháp Tứ Diệu Đế mà Tam Tạng Giáo Điển Đức Phật, Kinh Luật Luận, năm thầy kinh Đức Phật đã thuyết trong 49 năm được kết tập thành kinh luật, thì đây là phương tiện pháp, cũng được liệt vào pháp bảo. Và tăng bảo nếu nó rộng ra, ngoài năm anh em Kiều Trần Như thì tất cả các vị đệ tử Đức Phật ngày xưa thì đều gọi là thánh tăng, những cái vị mà khuôn phò Phật pháp thì đều được liệt vào trong tăng bảo. Thì đó là chúng ta hiểu về xuất thế gian tam bảo, tức là tam bảo đã lùi vào quá khứ. Còn ngày giờ này trụ trì tam bảo thì các tượng cốt được mệnh danh là các đức Phật, trong các ngôi chùa, trong các cái nơi thờ tự thì có thể chúng ta hiểu về thế gian trụ trì tam bảo, đây là Phật bảo. Và kinh điển của Đức Phật bao gồm Tam Tạng Giáo Điển, tức là bao gồm Tam Tạng Giáo Điển, rồi những cái dịch giả dịch ra các phiên âm các nước, thì cái này đều gọi là pháp bảo, nghĩa là phương tiện tu hành. Và cái thứ ba, những cái người phụ trách dịch kinh, viết sách, thuyết trình, giáo truyền giáo lý đạo Phật bằng mọi phương tiện, thì cái người này được coi là tăng bảo. Và đặc biệt nếu như mà chúng ta hiểu ở góc độ này thì tăng bảo của đạo Phật ngày giờ này thì được phải nói rõ là phân chia nhiều loại. Như vậy thì nếu nói về tăng ở tại thế gian này thì những vị nào gọi là thiện tăng, những vị nào là chân tu giữ gìn đúng giới luật, thì những vị này mới được liệt vào tăng bảo. Còn những vị tu mà được mệnh danh là nhà tu nhưng mà không thật tu, nó rơi vào chỗ giả tu, còn gọi là nghiệp tăng, mà Đức Thầy gọi là ác tăng, thì những người này không được liệt vào tăng bảo. Bởi vì họ chỉ có cái vỏ bên ngoài, họ không phải là cái người hoàn toàn cống hiến cho Phật Pháp, họ chỉ dựa vào cảnh già lam, dựa vào chùa chiền để thủ lợi cho mình, để ăn sung mặc sướng, để sống một cái cuộc đời phải nói rõ là lười lao động, thì người này xin thưa là không được liệt vào tăng bảo. Cho nên tăng bảo thì có thể chúng ta hiểu từ thiện tăng ăn lên, còn những cái bậc dưới thiện tăng nó rơi vào nghiệp tăng và ác tăng, thì như Đức Thầy đã cảnh báo buồn thay cho lũ ác tăng làm điều dối thế cho hư đạo màu, thì những cái người này chưa phải là tăng bảo. Do đó thì mình cũng phải nói cho nó rõ vậy để đồng đạo chúng ta có một cách hiểu thế nào tăng bảo. Vì vậy cho nên khi tiếp cận các vị xuất gia tu hành thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải kính trọng. Sau khi kính trọng, chúng ta tìm hiểu người nào thật sự về với đạo, thật sự lo cho Phật Pháp thì người đó là tăng bảo. Còn người nào không thật sự trở về với đạo, không thật sự lo Phật Pháp mà họ có một cái tư tưởng là lợi dụng hoặc giả là có những cái gì đó đi ngược với Phật Pháp thì cái này chúng ta suy nghĩ lại chưa phải là tăng bảo. Do đó thì mình cũng phải hiểu vấn đề này một cách hết sức là tế nhị. Thì kính thưa đồng đạo, thì đó là chúng tôi cũng xin nói về một số cái khái niệm về tăng bảo trong hiện tiền. Và cái thứ ba nữa là tăng bảo gọi là đồng thể tam bảo, gọi là tăng bảo tự tánh.
Bởi vì tăng bảo xuất thế gian, tăng bảo thế gian, tức là tam bảo thế gian, rồi tam bảo xuất thế gian, thì cái này chỉ là phương tiện. Cái quan trọng chúng ta nương vào phương tiện sẵn có này nè, để chúng ta tìm lại cái tam bảo tự tánh, gọi là nhất thể, tức là tự tánh tam bảo, đồng thể tam bảo đó, tức là tam bảo trở về một, gọi là nhất thể tam bảo đó. Bởi vì trong mỗi con người chúng ta, trong cái nguồn tâm, trong một cái tư duy của chúng ta, thì theo là Đức Phật dạy, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Theo là Đức Thầy dạy là các chúng sanh đều có như ta. Vì vậy cho nên hôm nay trong mỗi con người chúng ta vốn dĩ đã có tam bảo. Phật bảo là gì? Cái sự giác biết, sáng suốt, nhận thức của chúng ta, thì cái đó là Phật. Cái tánh thương người đó, đó là Phật. Cái thứ hai là cái sự nhanh nhẹn, cái sự gần như chúng ta có thể giảng luận những ý hay, ý đẹp ở vạn pháp xuất phát từ tự tâm chúng ta, đó là pháp bảo. Cái thứ ba, cái sự trong sạch, thanh tịnh, yên lặng, mặc tưởng, trầm tư của mỗi con người chúng ta khi chúng ta lắng lòng, thì đó là tăng bảo. Vì vậy cho nên cái mà chúng ta cầu tìm ở đây trên lộ trình giác ngộ tu hành là làm sao đồng đạo phải trở về tự tánh. Nếu đồng đạo cứ chạy theo bên ngoài, chạy theo tưởng cốt bên ngoài, chạy theo chùa chiền, chạy theo kinh điển mà chúng ta bảo thủ cho đó là thật, rồi không trở về tự tâm của mình, thì chúng ta chưa đi đúng vào lĩnh vực tam bảo. Bởi vì tam bảo ở đây, hai phương tiện trước, đây là phương tiện Đức Phật dạy thôi. Và Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta trở về với bổn tâm. Và điều này Đức Thầy đã hết sức là dạy rõ ràng. Ngài dạy rất rõ. Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều, rồi ta sẽ độ giúp các người. Mà trái lại Ngài dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm cái chân tánh của mình. Thì đây là Đức Thầy muốn nhắc nhở cho chúng ta trở lại với tự tánh tam bảo, gọi là đồng thể tam bảo. Thì cái này mới là cái giúp cho chúng ta đắc đạo được. Mà ngày xưa chính Huệ Năng, Ngài đã nhận định đúng sau khi Ngài thụ giới của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thuyết về Kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì lúc này Huệ Năng bừng sáng trở lại với cái tự tánh tam bảo. Ngài mới ngâm một cái bài kệ: hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn lai động diêu, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn bất sanh diệt, hà kỳ tự tánh năng sanh diệt pháp. Thì rõ ràng khi Ngài ngâm một cái bài kệ năm câu này thì biểu hiện cho tam bảo. Nào về cái tánh mình vốn tự thanh tịnh thì đây là tăng bảo. Nào về cái tánh của mình vốn đầy đủ, vốn sanh muôn pháp, vốn bất sanh bất diệt là Phật bảo. Nào về cái tánh của mình vốn sanh muôn pháp thì là pháp bảo. Thì rõ ràng đây là một cái hiện tượng của một cái người chứng đắc. Khi một cái người chứng đắc thì người ta mới cảm nhận được Phật ở nơi tâm của mình, Phật nơi lòng của mình, pháp nơi lòng của mình, và tăng cũng ở nơi lòng của mình, không còn kẹt mắt ở bên ngoài. Mà điều này Đức Thầy dạy rất rõ: đường đạo lý cho nên chán nản, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí. Thì rõ ràng Đức Thầy cũng luôn luôn nhắc chúng ta rằng hãy bền lòng tầm Phật trong tâm, hoặc là nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm, Phật cũ ngày xưa hãy đáng tầm. Thì đây là những cái trạng thái này để trở lại trạng thái tâm, bởi vì vốn dĩ là tam bảo ở nơi lòng của mình. Thì đó là chúng tôi cũng xin khái nét về một số gọi là tam bảo tự tánh. Và hơn thế nữa, hôm nay trở lại Đức Thầy chúng ta, trở lại Đạo Phật Giáo Hòa Hảo chúng ta, thì cái gì được gọi là Phật bảo? Vậy thì Đức Phật, theo Đạo Phật, Đức Phật là Phật bảo. Còn theo giáo lý Đức Thầy thì Đức Tôn Sư chúng ta được liệt vào Phật bảo. Kính thưa đồng đạo, bởi vì hôm nay chúng ta đều hiểu rằng Đức Thầy là Phật. Và cái danh hiệu Phật của Đức Thầy chúng ta chẳng những trong cái nội bộ đạo tôn xưng của Ngài, mà gần như thế gian, những người mà có từng nghiên cứu qua sấm thi của Ngài, những người mà biết được những cái hạnh đức của Ngài trong quá trình 7 năm 10 tháng 7 ngày, thì các vị này cũng đều công nhận Đức Thầy là Phật. Kính thưa đồng đạo, Đức Thầy chúng ta là Phật. Mà nếu nói Đức Thầy là Phật thì vị Phật này được mang danh hiệu là gì? Thì xin thưa rằng Đức Thầy chúng ta là Kim Sơn Phật. Cái khái niệm về Kim Sơn Phật được Đức Thầy nhắc đi nhắc lại trong thi văn của Ngài đến 4 lần. Một chỗ trong bài Lỗ Trúc Cơ Quyền: Kim Sơn xem thấy lòng tha thiết mà còn nhiều lắm chúng sanh ơi. Rồi Đức Thầy dạy trong cái bài cho Đức Ông Mắt Ghe: Kim Sơn thương mãi toàn lê thứ.
Rồi trong cái bài cho ông bán chiếu, thầy cũng dạy là kim sơn Phật ấy, giáng sanh đành rành. Rồi Đức Thầy lại dạy thêm nữa là kỳ trì địa kim sơn đến cõi bồng. Đức Thầy dạy 4 lần kim sơn. Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy chúng ta với một cái danh hiệu là kim sơn Phật, Đức Thầy là Phật bảo. Nếu mà nói về nội bộ đạo Phật giáo hảo chúng ta, nói về hàng triệu triệu tín đồ đạo Phật giáo hảo chúng ta, thì luôn luôn tôn sùng Đức Thầy là Phật. Đức Thầy là một trong ba cái ngôi quý báo là Phật bảo. Và quyển sấm giảng thi văn toàn bộ Đức Thầy là Pháp bảo. Đây là phương tiện Pháp. Cho nên hiện nay nếu nói đạo Phật giáo hảo chúng ta, quyển sấm giảng thi văn toàn bộ trên dưới khoảng 9 vạn lời, tức là 90.000 lời, 90.000 từ, thì đây là Pháp bảo. Như vậy thì Tăng Bảo là ai? Thì Tăng Bảo là những cái người hiện nay phụ trách khuôn phò chánh pháp Đức Thầy, những người đóng góp vào công tác phổ truyền giáo lý, những người hy sinh bản thân mình vào công tác phổ truyền giáo lý, những người xây dựng các cái trụ sở, những người tạo dựng các cái lớp học, tạo dựng các buổi thuyết trình, thì những người này được liệt vào Tăng Bảo. Kính thưa đồng đạo, do đó cho nên đạo Phật có Tam Bảo, thì đạo Phật giáo họ chúng ta cũng có Tam Bảo. Vì vậy mình phải đặt trọn niềm tin. Những đồng đạo chúng ta, nếu người nào có một cái hành động, có một cái lời nói, có một cái ý tưởng khuôn phò giáo lý Đức Thầy, thì những người đó được liệt vào Tam Bảo, chứ không phải riêng chỉ cho những người đứng trên diễn đàn. Kính thưa đồng đạo, thì đây là chúng tôi mở rộng như vậy. Do đó cho nên chúng ta phải hiểu được điều này để mình thấy rõ về cái khái niệm Tam Bảo là gì. Thì đó là chúng tôi cũng xin định nghĩa về Tam Bảo. Có xuất thế gian, có thế gian, có trụ trì Tam Bảo, và đặc biệt đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta có Tam Bảo. Như vậy thì hôm nay tại sao người tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo nói riêng, tại sao những người tu nói chung là chúng ta phải định ơn Tam Bảo? Tại sao? Như vậy thì yếu tố đầu tiên, nhờ có Tam Bảo mà khai mở cho chúng ta có được một chí sáng. Kính thưa quý vị, mà Đức Thầy dạy rằng con người nhờ tổ tiên cha mẹ sanh ra, nhờ đất nước tạo kiếp sống cho mình, ấy là về phương diện vật chất. Về phương diện tinh thần, con người cần nhờ đến sự giúp đỡ của Phật Pháp Tăng để khai mở trí óc cho được sáng suốt. Vì vậy cho nên hôm nay cái yếu tố đầu tiên phần Tam Bảo là nhờ Tam Bảo mà làm cho chúng ta được trí óc sáng suốt. Nếu không có Tam Bảo thì xin thưa quý vị rằng mình không biết cuộc đời này là vô thường đâu. Mình không biết rằng cái thân mình là vô thường. Mình cũng chẳng biết rằng cái thân này do tứ đại đất nước, do lửa hiệp thành. Mình sẽ nhận định sai lầm. Mình nghĩ cái thân này là trường tồn, thân còn là người còn, thân mất là người mất. Không có thánh thần trời Phật, không có vía có hồn, cũng không có quả báo luân hồi. Như vậy thì nhờ có Tam Bảo mà chúng ta ý thức được cuộc đời nó hữu hạn, chứ nó không có vô cùng. Cái thân chúng ta cũng hữu hạn. Và nhờ có Tam Bảo mà chúng ta biết rằng sau khi chúng ta chết thì mình chỉ chết thân vật chất này thôi, linh hồn không chết. Và hơn thế nữa, nhờ có Tam Bảo mà chúng ta biết được rằng cái định lý nhân quả. Dầu rằng định lý nhân quả là một định lý tự nhiên trong kiếp sống loài người, tuy nhiên nếu không có Phật Pháp Tăng nhắc lại thì chúng ta khó biết lắm. Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy nhắc rất rõ luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Thì nhờ có nhân, có Tam Bảo thì mình mới nhận định được thế nào là nhân, thế nào là quả, thế nào là nguyên nhân, thế nào là kết quả. Và một điều quan trọng hơn nữa, nhờ có Tam Bảo thì chúng ta mới biết được đường đi nước bước. Mình mới biết được con đường về địa ngục, con đường nào lên thiên đàng, con đường nào giải thoát. Chứ nếu như không có Tam Bảo rồi thì xin thưa rằng mình không biết con đường nào đi quý vị ạ. Cho nên hôm nay nhờ có Tam Bảo mình biết nhiều thứ như vậy. Nhờ có Tam Bảo chúng ta mới sáng ra, mới nhận định đúng. Chứ nếu không có Tam Bảo thì tôi và quý vị vẫn đi trong đêm tối. Hoặc giả chúng ta đeo một cái kính pha màu, đeo kính màu xanh, thấy cuộc đời màu xanh. Đeo kính màu đỏ, thấy cuộc đời màu đỏ. Đeo kính màu vàng, thấy cuộc đời màu vàng. Nhưng nhờ Tam Bảo chúng ta lột cái kính ra, đeo vào một chánh kiến thì mới thấy được, lột trần cái bề mặt của cuộc đời. Và lúc bây giờ chúng ta mới thấy là cuộc đời là khổ. Cho nên chúng ta cần phải làm lành, cần phải lánh dữ, cần phải hành thiện, để rồi mai hậu mình sẽ được kết quả tốt đẹp hơn trong hiện tại. Thì nói không hết. Ở đây chúng tôi chỉ đưa ra một số cái khái nét thôi. Cái khái nét để chúng ta thấy rõ rằng cái nguyên nhân thứ nhất mà chúng ta thân Tam Bảo là cái nguyên nhân, cái ý đầu tiên là nhờ Tam Bảo khai mở chúng ta được chóc sáng suốt. Và cái thứ hai nữa,
hôm nay sở dĩ chúng ta đã đến Tam Bảo là tại vì tổ tiên ta, những người đi trước là những người có tinh thần Phật giáo rồi. Cho nên hôm nay ta đền ơn Tam Bảo là ta noi theo tổ tiên ta. Mà Đức Thầy đã giải rất rõ rồi, tổ tiên ta đã hiểu rõ sự nhiệm màu, lòng quán ái của Đức Phật. Tức là tổ tiên ta đã biết được vấn đề này rồi. Tổ tiên ta đã hiểu rõ sự nhiệm màu, lòng quán ái của Đức Phật. Đã sùng bái, đã tín ngưỡng Ngài, đã hành động đúng theo khuôn khổ Ngài đã dạy. Như vậy thì Đức Thầy nhắc lại, chúng ta mới nhớ lại lịch sử Việt Nam. Dân tộc ta là dân tộc tín. Có thể nói rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc tín ngưỡng, là một dân tộc hữu thần. Vì vậy cho nên chúng ta mới có vấn đề tổ tiên ông bà cha mẹ, mới có bàn thờ, mới có sự cúng lại, mới có sự là nha là hương đăng nghi ngút lễ vọng cầu nè, mới có ngày giỗ tổ chung là ngày giỗ mùng 10 tháng 3. Và dân tộc Việt Nam chúng ta đặc biệt đã trải qua nhiều cái biến cố thân trầm chìm nổi thì nó ảnh hưởng rất lớn về tôn giáo đạo Phật. Và đất nước Việt Nam chúng ta cũng vậy, cũng nhờ sự đóng góp không nhỏ của các vị tăng sư, các vị tăng già, đóng góp không nhỏ về cái giáo lý nhà Phật để ổn định một phần nào đó về an ninh trật tự xã hội, về an sinh quốc gia. Mà đại để là vào cái thời Đinh Lê Lý Trần, thờ Đinh, Tiền Lê, thờ Lý, thờ Trần, thì chúng ta thấy rõ rằng đánh một cái dấu mốc quan trọng trong cái sự xây dựng và phát triển đất nước. Cũng như cái thời của Lý Thái Tổ, Lý Công Quẩn thì cũng xuất phát từ nhà thiền, từ thiền sư Vạn Hạnh, đóng góp không nhỏ. Rồi đến cái thời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng vậy, thì phải nói rõ là Phật giáo hết sức thịnh hành và kéo dài đến ngày giờ nay cũng vậy. Phật giáo đất nước Việt Nam chúng ta rất là thịnh hành, đóng góp không nhỏ trong cái công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy đã dạy rất rõ trong ân Tam Bảo, thì rõ ràng là Đức Thầy nhắc là tổ tiên ta đã sùng bái, đã kính trọng, đã tín nhiệm vào sự nghiệp cứu đời của Đức Phật. Cho nên hôm nay chúng ta là hậu vệ, chúng ta là con hồng cháu lạc, mà Thầy dạy rằng dân dân ta dòng giống tiên bang, chứ không có giống ngỗ ngang hung sùng, hoặc là giống hồng lạc kim chi đồ ngọc diệp, nay đổi dời nhiều sự thấp hèn. Chứ thật chất ra chúng ta là cái người cao quý lắm, cái người tin tưởng vào về Tam Bảo, tin tưởng luật nhân quả lắm. Cho nên đây là cái nguyên nhân chính thứ hai, nói theo tổ tiên ta, cho nên chúng ta phải đền ơn Tam Bảo. Và nguyên thứ ba, nhờ có Tam Bảo mà giúp cho chúng ta thoát nẻo luân hồi. Như vậy thì hôm nay nếu không quy vào Tam Bảo thì chúng ta không thể thoát khỏi luân hồi. Mình sẽ ở hoài trong cõi đời này, xuống xuống lên lên, luân hồi chuyển kiếp. Khi sanh làm người, lúc đọa địa ngục. Khi sanh làm thân quỷ đói, lúc đọa súc sanh. Gần như chúng ta khó có thể thoát ra cõi đời này lắm. Kính thưa quý vị, mà hôm nay nhờ Tam Bảo cắt đứt cái sợi dây sanh tử luân hồi, mình chỉ cần hy sinh tu hành trong một kiếp, trong đôi 30 năm, trong vài năm, hoặc trong vài ngày, tu nhất kiếp ngộ nhất thời, cũng có trường hợp đó, thì chúng ta sẽ thoát khỏi luân hồi. Đánh một dấu mốc quan trọng trong đời sống của con người chúng ta. Giống như trường hợp Ương Hoạt Ma, thì mình thấy rất rõ, đây là một cái vị cực kỳ ác độc, gọi là tràn vô não, không còn một cái nhân tính con người nữa. Giết người, gặp con người là khát máu, giết người, chặt lông tai, đeo vào cổ, tin theo tà thần, cho rằng như vậy là giải thoát. Vì vậy cho nên đến mẹ của Ngài thì Ngài cũng không từ nan, nhưng mà mai thai Đức Phật đến cứu. Và cuối cùng thì nhờ có Đức Phật, nhờ có Tam Bảo, cho nên giúp cho Ngài không còn ác độc nữa và trở nên thánh thiện. Và cuối cùng thì Ngài được giải thoát. Như vậy thì giả sử không có Đức Phật, không có Đạo Phật ra đời, thì Ương Hoạt Ma sẽ là con người như thế nào? Có thể nào được giải thoát hay không? Có bao giờ đắc được A-la-hán hay không? Hay hoặc là trở thành một tên khát máu, càng ngày đi sâu vào tội lỗi, để rồi phải đọa địa ngục? Kính thưa đồng đạo, như vậy thì giờ này tôi và quý vị chúng ta đang lặn hụp trong bể trần thống khổ này. Gần như nếu không có Tam Bảo ra đời, không có Đức Phật, Đức Thầy ra đời, thì đương nhiên cuộc sống chúng ta sẽ trôi lăn mãi trong dòng sanh tử, và cuối cùng chúng ta sẽ thọ vào ba con đường ác thôi, sẽ rơi vào ba đường ác thôi. Đó là cái điều đương nhiên. Bản thân tôi cũng vậy, bản thân quý vị cũng vậy. Đôi khi chúng ta ngồi tưởng lại cái hoàn cảnh, cái quãng đời mà khi chúng ta chưa tu, ở đây mình chỉ nói trong nội hạt đạo của mình thôi, chúng ta không nói rộng. Cái hoàn cảnh khi chúng ta chưa tu thì lúc bây giờ gia đình chúng ta như thế nào, tâm trí chúng ta như thế nào, cách ăn ở cư xử của chúng ta đối với bản thân, đối gia đình, đối xã hội như thế nào. Và sau khi chúng ta giác ngộ tu hành một thời gian rồi, có công phu hành đạo rồi,
thì mình nhìn lại cái quãng đường đi trước thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái hoàn cảnh hiện tại bản thân chúng ta, từ vật chất lẫn tinh thần, từ cách đối với cơ bản thân mình, đối với ngoài rộng xã hội, thì nó khác ngày xưa rất nhiều quý vị. Nó khác dữ lắm. Ngày xưa không tu thì khác, bây giờ tu thì khác. Cái hoa trái chúng ta sẽ thu gặt được trong cái cuộc sống này, trong hiện tiền này. Mà tôi tin chắc rằng khi tôi định hình như vậy thì mỗi đồng đạo sẽ suy nghĩ được. Do đó cho nên đây là cái nguyên nhân chính thứ ba, nhờ có Tam Bảo mà giúp chúng ta hạnh phúc trong hiện tại và giải thoát ở tương lai. Kính thưa quý vị, tại sao tôi đợi Tam Bảo? Và cái nguyên nhân, cái cuối cùng, cái phần ba lớn cuối cùng là cách đền ơn Tam Bảo như thế nào? Thì đây mới là cái điều quan trọng nhất đây. Bởi vì nãy giờ chúng ta trình bày định nghĩa Tam Bảo và lý do thờ ơn Tam Bảo, gọi là tại sao tôi đền ơn Tam Bảo đó, thì đây là cái nguyên nhân thôi. Còn cái quan trọng là giờ này mình phải hành xử như thế nào để thể hiện chúng ta là tín đồ của Phật và của Thầy. Vì vậy cho nên đền ơn Tam Bảo thì xin thưa rằng không ngoài cái yếu tố mà Thầy dạy, nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi con đường giải thoát, dẫn dắt giùm kẻ sơ cơ. Nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong ba tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Như vậy thì qua là Đức Thầy dạy, thì chúng ta phát hiện ra ba cái điều quan trọng. Một đoạn giảng này Thầy viết ơn Tam Bảo, đây là cách định ơn Tam Bảo của gì ạ? Vậy thì trong cách định ơn Tam Bảo này, chúng ta thấy ba điều quan trọng. Điều thứ nhất là chúng ta phải học đạo. Điều thứ hai chúng ta phải hành đạo. Và điều thứ ba chúng ta phải truyền đạo. Vì vậy cho nên chúng ta phải vâng theo lời Thầy dạy, đó là khá chí tâm, học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phong ba. Do đó cho nên hôm nay khi bước vào cửa đạo muốn đền ơn Tam Bảo, thì Tam Bảo để lại cái gì? Đó là giáo lý nhà Phật. Đức Thầy để lại cái gì? Quyển sám giảng thì văn toàn bộ. Vì vậy cho nên giờ này mình phải nghiên cứu, phải học. Đáng lẽ nói một cách nào đó thì trước khi tu đó, trước khi quy y đó, thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải học trước đi. Mình thấm nhuần cái lý thuyết Thầy đi, tức là mình có được một cái giáo trình căn bản, một cái nhận thức đúng, một tri thức. Giống như một anh muốn làm thợ bạc, thì anh này trước khi làm thợ bạc phải nắm vững cái công thức, phải làm như thế nào, bắt đầu từ đâu, vàng nó như thế nào, phải có một cái công thức. Cái anh làm ruộng cũng vậy, trước khi làm ruộng thì phải biết được cách làm, chừng nào xả lúa xuống, trước khi xả lúa làm cái gì, bón phân gì, xịt thuốc gì, chọn giống gì, vân vân. Thì phải có một cái liệu trình, tri thức, nhận định thì việc làm mới đạt kết quả. Còn nếu như anh thợ, anh trước khi mở tiệm vàng anh không biết gì về vàng hết, anh mở tiệm vàng thì xin thưa là anh sẽ dẹp tiệm sớm, bởi không biết đâu mà làm. Anh nông dân kia cũng vậy, trước khi anh trồng ruộng mà anh không nắm vững cái quy trình, cái công thức để làm thì đương nhiên anh làm sẽ mất mùa, sẽ thất mùa, không đạt kết quả, coi chừng lỗ vốn, coi chừng mắc luôn giống. Vậy thì nhà tu hôm nay, nhà tu chúng ta cũng vậy, khi bắt đầu lộ trình tu hành đơn Tam Bảo mà giờ này giảng Thầy chúng ta không biết, lời Đức Phật dạy tôi không biết, mà chúng ta đòi đắc đạo, đòi tu hành thì không có đâu. Gì à, giống như một con người mù chữ vậy đó, mà đã mù chữ rồi thì không làm được gì cả. Đi ra đường người ta để cái bảng là cấm vào mà chúng ta vẫn vào, bởi mình có biết chữ đâu, phải không? Vì vậy cho nên hôm nay đời sống tâm linh và đời sống vật chất đi đôi với nhau. Đời sống vật chất, con người cần phải thông qua về giáo dục, phải biết chữ nghĩa mới làm ăn được, mới giao tiếp được, nhất là xã hội phát triển ngày giờ này. Và đời sống tâm linh cũng vậy, chúng ta phải có cái vốn, đây là cái vốn học Phật, cái vốn tri thức. Mà trong cái chuyên đề học Phật tu nhân thì chúng tôi nói rất rõ vấn đề này. Ở đây chúng tôi chỉ nói cái đại khái thôi. Vì vậy cho nên giờ này chúng ta phải học đọc, phải có một cái vốn trước khi chúng ta tu. Mà Đức Thầy đã dạy lúc rảnh việc đến thường coi kệ giảng, người ta tu đạo Phật thì người ta nghiên cứu về kinh pháp, còn chúng ta tu đạo Phật giáo hòa hảo thì mình nghiên cứu là Đức Thầy vậy thôi. Quyển sám giảng thì văn toàn bộ là pháp Phật, như chúng ta nói hồi nãy, một trong ba ngôi quý báu. Và hôm nay khi bước đầu tu thì ít nhất đồng đạo phải đọc qua quyển giảng đôi ba lần, ít nhất chúng ta cũng phải hiểu được tôn chỉ hành đạo trong cái quyển sách nhỏ này Đức Thầy dạy cái gì. Thì đây là điều căn bản chúng ta phải biết trước quý vị, phải biết được cái này mới được quý vị. Và đặc biệt quyển sách nhỏ này là cái điều kiện tối cần trong đạo chúng ta, cái điều kiện vào đạo đó. Cho nên theo tôi đó nghe,
hôm nay mà đồng đạo chúng ta trước khi tu đó, quyển sám giảng đọc hết không được, không nổi, thì chúng ta cũng phải hiểu cho được về tôn chỉ hành đạo. Mà rõ ràng điều kiện vào đạo thầy giải rất rõ rồi, cái người muốn tu phải đến ban gia sự trong làng cho người làm đầu hay, và người làm đầu phải đưa quyển sách nhỏ này bảo về xem coi có làm được theo những điều này không, nếu được thì cho ông bà cha mẹ hay và quy y, còn không được thì thôi. Như vậy thì đó mới theo một cái quy trình mà Đức Thầy dạy. Còn giờ này chúng ta đã tu 5 năm, 10 năm rồi mà có đồng đạo nói tôn chỉ hành đạo không biết nữa. Điều này rất là nhiều, rất nhiều đồng đạo tự xét mình đi. Nhiều khi giờ này chúng ta tu lâu rồi đó mà hỏi là tôn chỉ hành đạo thầy dạy gì chẳng không biết nữa. Ai thử coi, tu mà không biết tứ ân là gì hết trơn, tu mà không biết tam nghiệp là gì hết trơn, tu không biết bát chánh đạo là gì hết trơn, tu mà không biết tám điều đăng cấm là gì hết trơn, vậy có tu hành gì đâu, phải không? Cái này là không tu chứ nếu tu là phải biết được, phải biết cái này. Cái này là cái yếu tố đầu tiên, gần như cái gì không biết cũng được, mà cái này chúng ta không biết không được. Bởi vì đó là vấn đề sống còn, là một cái liệu trình tu hành, là một cái giáo trình trong cái triết lý mà Đức Thầy gom nhặt vào đây để nhắc nhở chúng ta, để chúng ta thăng qua trong con đường tín ngưỡng tâm linh, trong con đường tu hành tôn giáo. Vì vậy cho nên yếu tố đầu tiên là học đạo. Không học đạo là không bao giờ định ân tam bảo được. Cái đầu tiên là không được là chứ cái cuối không đạt kết quả. Mà thầy dạy là mong sanh chúng học điều thông thái. Mà thầy dạy là ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Thì đây là yếu tố đầu tiên. Cho nên hiện nay thì những đồng đạo nào lớn tuổi, những đồng đạo nào không biết chữ, thay vì cầm cuốn giảng là không được, thì đồng đạo có thể nghe băng đĩa, có thể lên YouTube chúng ta nghe lại các cái bài, các cái giọng đọc của các giảng viên về sám giảng thời gian của thầy, để chúng ta nắm vững cái giáo trình để chúng ta thực hiện theo, thì đó là học đạo đó quý vị. Còn nếu có khả năng nữa thì giờ này ban sự trung ương đã thực hiện đúng là Đức Thầy đã có ban nghiên cứu đạo Phật, tức là có tiểu ban nghiên cứu đạo Phật giáo hảo chúng ta đó, và cũng đã mở được 2-3 lớp đào tạo giáo lý viên, và sắp tới đây cũng đang mở cái trường trung cấp Phật giáo hòa hảo, đang xây dựng, cũng sắp sửa bước vào cái quá trình để khai giảng. Và hàng ngày đội ngũ giáo lý viên đi khai mở các lớp bồi dưỡng lý căn bản theo sự phân công của ban phủ truyền, đi thuyết trình giáo lý vân vân. Thì các yếu tố đó để làm gì? Thì không ngoài đền ơn tam bảo đó, không ngoài để cung cấp một cái kiến thức cho đồng đạo bốn phương cần thì vào học đạo, học lớp căn bản giáo lý. Mà giờ này đã mở được là 433 lớp rồi, sắp tới đây chúng tôi sẽ khai giảng cái lớp 434 ở tại tháp 10, kính thưa đồng đạo. Và nếu không hiểu thì chúng ta đi giữ thuyết giảng, mà giờ này thì các ban trị sự cũng ráo riết để tổ chức các điểm thuyết giảng thì nó không hết. Thì đó là chúng ta thấy rằng cái điều kiện đã có sẵn rồi. Rồi chúng tôi chưa nói, trên các trang mạng, trên YouTube thì gần như có rất nhiều các cái chương trình, các lớp căn bản giáo lý thì cũng có trên đó, cũng có rất là nhiều đồng đạo chúng ta đưa các chương trình đó lên, rồi các cái bài thuyết trình thì gần như cái gì cũng có hết. Giờ này chỉ cần chúng ta dùng cái thời gian, dành chút thời gian để nghiên cứu, để dành thời gian học Phật, thì tôi tin chắc rằng tại nhà, chúng ta đem đạo tràng về tại nhà của mình, chỉ cần một điện thoại thông minh, chỉ cần một cái màn hình mỏng thôi, có wifi thôi, thì có thể đồng đạo chúng ta đem được đạo tràng về nhà mình, đem được các lớp học đạo về nhà mình để chúng ta tham khảo. Thì đó là yếu tố đầu tiên gọi là chúng ta học Phật, cũng còn gọi là học đạo. Và sau khi chúng ta học xong rồi, mình đã có cái hiểu rồi, lúc bây giờ mình hạ thủ công phu là tu, quyết định tu rồi. Vì cho nên cái tiếp theo là hành đạo. Mà muốn đạt được cái quá trình hành đạo này thì yếu tố phải có quy y, có quy trước, chúng ta phải quy tam bảo mới được, mới định ơn tam bảo được. Không quy định ơn không được, có quy rồi, có tu rồi chúng ta mới hành được. Và trước khi quy y thì đồng đạo làm ơn coi dùm ba ngôi thờ cúng, mình sẽ dọn dẹp lại, tinh gọn lại. Chỉ có ba ngôi thờ theo đạo mình thôi, chỉ thờ ngôi cửu quyền, tức là bàn thờ ông bà, và bàn Phật là thờ tam bảo, và bàn thông thiên gọi là bàn Phật giữa trời. Vì vậy cho nên chúng ta phải trang trí ba ngôi thờ theo nghi thức tôn giáo, và sau đó chúng ta lựa cái ngày nào đó, hoặc giả chúng ta quy y liền, học thuộc bài cúng và bắt đầu quy theo tam bảo. Thì đó là cái yếu tố tiếp theo trong vấn đề chúng ta hành đạo.
Và đồng đạo nó nhớ rằng sau khi quy xong rồi thì chúng ta phải hành, phải hành đạo, bắt đầu hành đạo. Đức thầy dạy cái gì thì chúng ta làm theo cái đó. Bởi lúc bây giờ mình đã có một cái hiểu rồi, hồi nãy mình học đạo rồi, mình đã hiểu rồi, các pháp môn đã biết rồi, thì giờ này chỉ cần chúng ta hạ thủ công phu, chỉ cần chúng ta cúng lại ngày 2 thời hoặc 3 thời hoặc nhiều hơn cũng tốt, chỉ cần chúng ta ngồi niệm Phật sau mỗi thực cúng, hoặc chúng ta niệm Phật trong tứ tướng quay nghi, chỉ cần chúng ta ăn chay 1 tháng 4 ngày hoặc là 6 ngày hoặc 10 ngày hoặc ăn chay 1 năm 3 tháng hoặc là chúng ta ăn chay luôn, thì đó là hành đạo đó. Rồi chúng ta phải làm các việc từ thiện, chúng ta vừa cần kiệm xuất sắc làm ăn, chúng ta vừa lo tu hiện chân chất, chúng ta phải chừa cái thời gian vừa lo làm và cũng vừa giúp đời. Lúc bây giờ mình gánh nặng rồi, mình vừa lo cho mình, lo cho gia đình mình, lo tròn cha mẹ như thế, và chúng ta bắt đầu làm từ thiện giúp đời theo cái tôn chỉ thầy dạy là làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết lửa tấm lòng trong sạch. Và một yếu tố quan trọng đi đôi không thể thiếu là chúng ta phải giữ gìn giới luật, mà thầy dạy là cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Như vậy thì tụ trung lại cái hành đạo này là những cái chúng ta thực hiện nãy giờ như tôi trình bày, nó rất là rộng, nhưng phải bắt đầu từ những thầy cúng, bắt đầu từ những ngày chay, bắt đầu từ những buổi từ thiện, bắt đầu từ những câu niệm Phật. Có như vậy chúng ta mới đạt kết quả. Mà nói dễ hiểu, tinh gọn lại thì hành đạo nó rộng lắm. Hàng ngày chúng tôi trình bày rất nhiều pháp môn, tuy nhiên ở đây chúng ta bàn những lĩnh vực về cái hạng sơ cơ để chúng ta định ơn tam bảo. Thì đồng đạo nhớ dùm 3 cái chủ yếu chính nhất trong tôn chỉ, bởi nãy giờ chúng tôi trình bày chỉ trong tôn chỉ mà thôi. 3 cái chính yếu nhất trong tôn chỉ mà thầy dạy là sự đầu tiên, điều cần yếu và cần nhất ở chỗ. Thì đáng lẽ 3 vấn đề này chúng ta phải luôn luôn khắc ghi vào lòng. Vậy thì hành đạo ở đây, yếu tố đầu tiên ở đây thầy dạy là sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa tư tưởng, tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa, đem pha thai vào bằng những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Thì đó là sự đầu tiên hành đạo đó. Vậy thì nếu như cái người nào có hành đạo là cái người đó có thay đổi tư tưởng, có bỏ đi tư tưởng xấu xa, tư tưởng tà dạy, tư tưởng phiền não, để lọc lừa thay đổi, đánh đổ nó, lật đổ nó ra và thay đổi tư tưởng chân chánh vào, thì đó là người hành đạo. Còn ngược lại cái người mà không chịu thay đổi tư tưởng, chỉ có tướng đạo mà tâm thì vẫn còn nóng nảy, vẫn còn phiền não, vẫn còn tà dạy, thì người này chưa phải hành đạo. Phải không quý vị? Chưa phải hành đạo. Thì đó là thứ nhất. Cái thứ hai là điều cần yếu là phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng trong sạch. Vậy thì cái thứ hai này, nếu thật sự người hành đạo, là cái người này phải lăn xả vào công tác từ thiện xã hội. Ít nhất chúng ta phải biết làm từ thiện, ít nhất phải giúp đời, vậy mới là hành đạo. Còn nói là hành đạo mà chúng ta không biết làm từ thiện, không có gì giúp đời hết trơn, thì lấy gì đâu mà chứng minh mình là hành đạo. Bởi vì vậy cho nên trong đạo Phật giáo hảo chúng ta, để thực hiện cái phương châm hành đạo, thì công tác thiện nguyện giúp đời là một cái công tác chính yếu. Và cái công tác thiện nguyện này không ép buộc chúng ta ở một khuôn khổ nào đó. Cũng có thể là cái người đi làm công tác từ thiện giúp đời bằng sức lao động, các nhà tình thương, rồi tiếp các cái tổ bệnh viện cơm cháo miễn phí. Rồi hoặc giả người ta có bằng lái xe, người ta sẽ lái xe từ thiện, lái xe cấp cứu. Hoặc giả người ta có một cái tay nghề, người ta bốc thuốc, tham gia thuốc đông y miễn phí. Hoặc giả người ta không có giúp bằng cái sức lao động, mà người ta đem tiền để hỗ trợ các cái cơ sở từ thiện giúp cho những cái người nghèo, vân vân. Thì nó có nhiều vấn đề thiên hành vạn trạng trong đó. Cái quan trọng là chúng ta có làm là chúng ta có đạt. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì yếu tố tiếp theo này hành đạo là mình phải làm từ thiện. Đúng như lời thầy dạy, nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất, tinh thần lo đạo, thì chúng ta phải hy sinh. Tức là hôm nay tu hành rồi thì chúng ta phải làm sao mà đem tiền của mình để giúp đời, để chúng ta hạn chế được cái sự ích kỷ nhỏ mọn của mình. Tức là những cái của mình còn dám đem ra giúp đời, thì hà tất gì mình muốn của khác vì làm của mình, thì điều đó không thể nào có được. Thì đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba thầy dạy là cần nhất ở chỗ giữ luật hàng ngày. Thì nếu là cái người thực thụ hành đạo, cái người này không bao giờ phạm vào giới luật. Ít nhất cái người này cũng phải tránh được ngũ, tức là ngũ giới, bắt sát sanh, bắt đạo tặc, bắt tà dâm, bắt vọng ngữ, bắt âm tủ. Thì đây là 5 cái giới đầu tiên của hạng tại gia cư sĩ. Mà ở đây Đức Thầy không nói ngũ giới, mà Thầy chỉ dạy ngũ thường. Ở điều cấm thứ nhất, mà ngũ thường thì nó bằng ngũ giới, nhân nghĩa lễ trí tính, tức là đây là ngũ giới còn gì nữa.
Kính thưa quý vị, vậy thì cái người thật sự hành đạo thì cái người này không phạm ngũ giới, mà cái người giả đạo, giả tu thì người này phạm giới. Đơn giản thôi. Cái người thật tu, tu thật tâm thì được thánh thơi, thì cái người này không bao giờ phạm những luật của đạo, thì đây mới là hành đạo. Còn những cái người tu mà tu giả dối thì lao thì lý, thì người này không có giữ giới. Cho nên dễ thôi. Giờ này chúng ta nhìn đồng đạo mình, dầu rằng anh là cái người chức việc giáo hội, anh là cái người tu lâu năm, nhưng mà anh là cái người không giữ giới luật tinh nghiêm theo 8 điều đăng cấm của Đức Thầy dạy, theo cái chuẩn mực về giới điều trong đạo mình, thì người này không hành đạo, cũng không được tam bảo. Bởi vì chúng ta không hành đạo làm sao được tam bảo được. Mà Đức Thầy đã cho biết rằng cái người không hành đạo, cái người này chẳng những không được tam bảo, mà chính họ là con sâu làm rầu nồi canh. Chính họ làm cái tác nhân cho người khác xa đạo, người ta chán đạo. Bởi vì mình với một cái biểu mẫu bên ngoài là cái người đạo, cái bản hiệu bên ngoài là cái người đạo, mà ở trong bên trong chúng ta không hành đạo thì chẳng khác chúng ta là cái kẻ quỷ bán đạo rồi. Mà Đức Thầy dạy rằng đó, tức là cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, sao tu hoài chẳng có ai thành. Bởi vì từ xưa đến nay người ta nhìn tín đồ nhà Phật, tín đồ giáo hảo, người ta đặt câu hỏi: mấy ông này tu nghe nói giáo trình hay dữ lắm, thầy ổng là Phật giỏi lắm, mà sao ổng tu hoài ổng ai thành hết trơn. Thì như vậy thì rõ ràng cái người không hành đạo là cái người này quỷ bán Phật. Cái đền ơn chúng ta không đền ơn được, mà ngược lại chúng ta còn phá Phật nữa. Đây là phá Phật nè, phải không? Vì vậy thầy mới dạy thêm nó: cả ngàn năm nhân tâm sâu xuyến, sao tu hoài chẳng có ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Chúng ta tu mà không có hành, tu hành thiện thì không hành, mà ngược lại tu chúng ta lại làm việc tà, việc bất chánh. Vì vậy nên người đời mới nói. Và từ cái chỗ nhận thức đó mà làm cho người ta càng ngày càng xa đạo Phật. Người ta không nhận định đúng thì cái tội đó chúng ta chịu, bởi chúng ta làm sai, phải không quý vị? Vì vậy cho nên hôm nay cái hành đạo chúng ta nó sẽ đánh một cái dấu mốc quan trọng để phát triển về tôn giáo đạo Phật, cũng như đạo Phật giáo Hòa Hảo. Vì vậy cho nên tôi cũng ước mơ rằng làm sao trong đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, hàng triệu triệu con tim tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta phải là những người chân tu tâm đạo, thật sự hành đạo, thì tôi tin chắc rằng đạo chúng ta phát triển rất là tốt. Còn đằng này thì xin thưa rằng nó không được như vậy. Có rất là nhiều cô bác, rất nhiều đồng đạo chúng ta tinh chuyên hành đạo, tu đúng là Đức Thầy. Và bên cạnh đó nó cũng tồn tại một số vị đồng đạo chúng ta làm không đúng, có những cái biến tướng do chúng ta không nghiên cứu kỹ lưỡng. Rồi đó cũng là những cái thiệt hại lớn, để rồi người ta bên ngoài khách quan, ta xa đạo của mình, ảnh hưởng đến uy tín, tiếng tăm đạo chúng ta, đạo chánh. Mà ngược lại thì cái người hành đạo thì xin thưa là không được chân chánh, thì nó không hết. Từ đó cho nên nó có một cái sự liên thông ảnh hưởng nhau như vậy. Vì vậy cho nên hôm nay cái sự hành đạo của mình nó sẽ đóng góp không nhỏ vào cái uy tín của đạo mình, cũng như cái uy đức của thầy mình. Kính thưa đồng đạo, thì đó là cái phần thứ hai là gọi là hành đạo trong vấn đề đền ơn. Và cái thứ ba nữa là chúng ta truyền đạo. Bởi vì hành đạo rồi mới truyền đạo được cái đồng đạo. Còn nếu chúng ta không hành đạo mà chúng ta nói suông, không đạt kết quả, mà thầy dạy là sợ nhiều kẻ dạ buồn đổi chí, quên những câu chánh kỹ quá nhân. Có nghĩa rằng Đức Thầy xác định rằng rất rõ trong cái bài Thiên Lý Ca, có những người gần như họ không có chánh, họ chỉ có cái miệng thôi, có kiến thức thôi, họ không hành đạo. Mà nếu họ có kiến thức, họ không thật sự được hành đạo, mà họ đem truyền kiến thức của họ cho người khác, thì việc này không đúng, nó nghịch lý rồi. Cho nên thầy dạy là sợ những kẻ dạ buồn đổi chí, quên những câu chánh kỹ quá nhân nè. Mình không chánh, mình tâm mình chưa chân chánh, mà mình quá độ người khác, thì đây là nghịch lý. Nghịch lý. Trừ khi mình chân chánh, mình có hành đạo đi, rồi mình rút tỉa kinh nghiệm bản thân hành đạo của mình, mình trao truyền cho người khác, thì đó mới thuận lý. Cái Đức Thầy cần là ở chỗ này. Vì vậy cho nên hôm nay đến mức độ hành đạo này, thì đồng đạo nhớ giùm tôi, chúng ta xét mình trước. Trừ khi mình là cái người trọn vẹn, mình đã có hành đạo rồi, mình đã có kinh nghiệm rồi, thì mình trao truyền những kinh nghiệm mình cho người khác theo lời Đức Thầy thì mới đạt kết quả. Do đó cho nên hôm nay trở lại đối đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, tất cả đồng đạo biết được với cái tâm niệm Đức Thầy là giết một ngọn lửa này một tấc, đem đạo lành băng rải nơi nơi, mãn trờ trong bá tánh thảnh thơi khắp bốn biển liên dây Hòa Hảo. Đức Thầy muốn làm sao cho cả năm châu bốn biển này được hiểu về đạo Phật và trở về với Hòa Hảo. Mà Thầy xác định rằng biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc, hoặc là biết làm sao lên lưng bạch hạc bay cả trời tỏ ý từ bi, thì với một cái tâm nguyện, mấy cái bầu nhiệt huyết như vậy mà giờ này Đức Thầy vắng mặt rồi. Cho nên ở đây, tại ở địa phương này, ở tại ở miền Nam nước Việt này,
đất nước Việt Nam này về cái công tác phổ truyền chánh pháp là Đức Thầy đã giao phó lại chúng ta. Nên Thầy mới giải là nên bổn phận chúng ta đó. Giờ này Thầy giao phó mọi cho chúng ta, cho nên người tín đồ là Phật giáo Hòa Hảo, ngoài cái việc chúng ta tự tu, tự độ ra, thì có vấn đề chúng ta cần phải giác tha. Mình phải truyền đạo, mình phải tích cực. Chúng ta phải tích cực làm sao mà mình đem cái chánh pháp Đức Thầy bằng mọi hình thức để chúng ta phổ truyền. Thì điều kiện này, giờ này Ban Trị sự Trung ương với họ Phật giáo Hòa Hảo đã đưa ra cái công tác truyền bá giáo lý Đức Thầy, công tác phổ truyền giáo lý đứng đầu trong các cái đạo sự trọng tâm, trong bốn cái đạo sự trọng tâm của đạo. Mà giờ này chúng ta thấy rõ rằng gần như cái sự truyền đạo của giáo hội, của ban phổ truyền thì phải nói rõ là lên mức độ rất là cao rồi. Bởi vì nếu nói về thuyết trình giáo lý mở lớp học như chúng tôi nói vừa rồi thì phải nói rõ nó có hai mặt. Một mặt là giúp cho đồng đạo học đạo, và mặt khác thì giúp cho chúng ta đạo được phổ rộng ra. Bởi vì quý vị biết đó, các lớp căn bản giáo lý có rất là nhiều những cái người đời, con em của đạo chúng ta, những người không biết gì về Phật giáo Hòa Hảo, người ta tham gia học tập thì nhờ đó mà đạo chúng ta càng ngày càng nhân rộng. Hoặc giả là các buổi thuyết trình cũng vậy. Thí dụ giờ ngồi trong hội trường 200 người nhưng mà cái phóng thanh nó phát ra thì nhiều khi những người chung quanh người ta không đến hội trường người ta nghe, những cái người lân cận trong thôn hương người ta không đến hội trường người ta nghe, nhưng mà ta vẫn nghe được lời của Phật, lời của Thầy do các vị giảng viên truyền lại. Thì như vậy thì người ta vẫn hiểu được một phần nào đó về đạo Phật, về Phật giáo Hòa Hảo, thì đấy cũng góp phần cho người ta có một cái hướng về đạo Phật. Cho nên cái công tác truyền bá đạo Phật là một cái công cụ rất là quan trọng. Cho nên hôm nay chúng ta phải truyền đạo bằng mọi khả năng mình có, cũng như bản thân tôi cũng vậy. Tôi giờ này làm từ thiện như quý vị tôi làm không được, hoặc làm cái việc lớn hơn nữa làm không được, thì tôi chỉ có dùng lời nói thôi. Mình vừa tu vừa trao sửa cho mình, và từ đúc kết từ bản thân mình với cái học nông cạn của mình về là Đức Thầy, thì có thể chúng tôi chia sẻ phần nào đó kinh nghiệm của mình theo là Đức Thầy, theo cái hiểu của mình trong là Đức Thầy, để chia sẻ với cộng đồng, với đồng đạo chúng ta, với mục đích chính là chúng ta cùng tu cùng tiến, mục đích chính là chúng ta cùng nhau để gặp với nhau ở Long Hoa Đại Hội, mục đích chính là chúng ta cùng nhau gặp nhau ở cái cõi Phật kia, ở bên Đức Phật A Di Đà. Và quan trọng là chúng ta cũng muốn đem cái chánh pháp này để ban đại khắp nơi nơi trong bá tánh, thì đó là cái ước mơ chung của toàn đạo, thì đó là hành đạo đó, truyền đạo đó. Và cái quan trọng nữa trong cái công cuộc truyền đạo này, ngoài cái khẩu giáo, tức là cái chúng tôi nói nãy giờ là khẩu giáo, cái chúng tôi trình bày ở đây quý vị là khẩu giáo, thì bên khẩu giáo đó chúng ta cần phải có được thân giáo, tức là cái thân của người truyền đạo. Cái người này phải là trọn vẹn. Chúng ta là cái người đi bán thuốc lát, phải không quý vị? Mà mình mẩy mình lát không à, vậy thì ai dám mua thuốc của mình? Chúng ta là người truyền đạo thì ít nhất bản thân của anh phải là cái người gương mẫu, cái người trong sạch. Anh phải có một cái thân giáo thì khẩu giáo mới đạt kết quả. Và cái điểm thứ ba nữa, muốn đạt ở khẩu giáo và thân giáo hoàn toàn thì cái người này phải có hạnh giáo, phải thực sự là cái người tu, phải có một cái hạnh đạo. Dầu rằng cái hạnh này không phải là chúng tôi nói mức độ là tròn vẹn lắm, nhưng ít ra chúng ta cũng phải thể hiện một cái hạnh gì đó về cách ăn mặc, về cách nói năng, về cách đi đứng. Nó phải thể hiện được một cái gì đó về đạo Phật giáo Hảo chúng ta, có nghĩa là phải thể hiện một cái nét văn hóa của đạo Phật giáo Hảo chúng ta. Chứ nếu như mình bị lai quá nhiều về Tây Âu thì vấn đề này chúng ta cũng phải dòm lại mình. Ở đây không phải là tôi châm biếm ai, nhưng mà nhiều khi chúng ta là cái người chức việc của đạo, là những người đang truyền đạo mà chúng ta bị lai quá về Tây Âu, không trở lại với cái truyền thống của dân tộc Việt Nam về những cái bộ đồ mặc trên mình. Dầu rằng áo mặc không làm nên thầy tu hay gì à, nhưng mà áo mặc cũng có thể thể hiện được thầy tu. Áo mặc không làm nên thầy tu mà áo mặc có thể thể hiện thầy tu bằng cái hạnh giáo. Một con người có hạnh bên trong rồi thì người này họ sẽ có một sự thay đổi đặc biệt từ hình thức bên ngoài, từ cách ăn cách mặc bên ngoài, họ không có cầu kỳ. Cho nên chúng tôi muốn nói điều này chỉ nói gọn thôi, thì mong rằng đồng đạo chúng ta phải hiểu cái hạnh nó quan trọng lắm. Thì như vậy muốn đạt được ở chỗ truyền đạo kết quả thì bản thân người đó phải có một cái hạnh giáo, có một cách ăn ở cư xử đúng theo là Phật dạy, đúng theo trong kinh Pháp Cú mà Đức Phật đã dạy. Chẳng những thuyết pháp mà là truyền bá đạo Phật, đây là khẩu giáo, mà niệm Phật cũng là truyền bá đạo Phật. Nhưng cách truyền bá đạo Phật đúng đắn hơn hết là chúng ta ăn ở cư xử đúng theo lời Phật dạy, thì đó là hạnh giáo. Vì vậy cho nên hôm nay người tín đồ đạo Phật giáo Hảo chúng ta không nói một lời nào
cũng không khuyên ai cúng lại niệm Phật cả, mà bản thân mình, gia đình mình sống làm sao có một cái hạnh đức tốt đẹp, đúng với câu là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Rồi từ ở cái tốt đẹp đó nó lan tỏa ra ngoài đến những người xung quanh, người ta nhìn mình, nhìn gia đình mình, nhìn cách ứng xử của mình, nhìn những cái lời nói, nghe những cái lời nói ngọt ngào của mình, nhìn những cái hành động thiện nguyện của mình, mà người ta tự tu theo đạo của mình, thì đó là cách truyền bá đạo Phật đúng đắn hơn hết. Truyền bá mà không nói một lời, truyền bá mà dùng cái hạnh đức của mình để giáo hóa người khác, thì cái truyền bá đó mới đúng thật sự là cách truyền đạo đúng đắn hơn hết, theo là Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú, và Đức Thầy hôm nay cũng dạy rất rõ. Cái quan trọng là chúng ta phải thực hiện làm sao mình có một cái hạnh đức, phải là cái người khiêm tốn, cái người khiêm cung, cái người giữ giới luật, cái người có một cái công năng hành đạo, một vị chân tu tâm đạo. Thì như vậy thì cái công cuộc truyền đạo cũng như cái công cuộc đền ơn tam bảo chúng ta mà đạt được kết quả, kính thưa đồng đạo, thì nó không hết. Như vậy thì trở lại cách đền ơn tam bảo, ở đây chúng tôi đưa ra có 3 phương pháp thôi. Một là học đạo, học với lý đức thầy. Hai là hành đạo, là chúng ta phải là người thật tu, thật là người quy y, thật là người giữ giới, thật là người làm từ thiện, thật là cái người trao sữa hàng ngày. Và cái thứ ba là truyền đạo. Mà muốn truyền đạo đạt kết quả thì chúng ta phải là cái người có hạnh giáo, có thân giáo, thì khẩu giáo mà đạt kết quả. Thì đó là các yếu tố mà chúng tôi trình bày trong vấn đề cách đền ơn tam bảo, kính thưa đồng đạo. Thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyên đề này. Thì cũng hết sức là cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúng tôi trình bày cũng khoảng gần 60 phút để gặp gỡ quý vị qua cái đền ơn tam bảo. Thì mong rằng trong cái sự trình bày này thì yếu tố quan trọng là mỗi đồng đạo chúng ta hãy ráng xác mình. Đúng như lời thầy dạy, ai ai hãy ráng xác mình. Nếu còn tánh xấu thì đinh ra ngoài, và chúng ta phải góp nhặt những cái gì đó hiểu biết của mình, và để thể hiện trên hành động thực tế, để rồi chúng ta thực hiện đúng lời thầy dạy trong cái phương châm đền ơn tam bảo. Thì trong quá trình trao đổi nếu có gì sai sót, có gì đó mà hơi đụng chạm thì cũng mong quý vị cũng thông cảm, bởi vì lời thật thì mất lòng. Thì do đó thì chúng tôi cũng cố gắng lắm để nhằm chia sẻ cái gì đó hiểu biết của mình, và cái quan trọng thì với mục đích chính là chúng ta trở lại với cái chánh đạo, chúng ta thực hiện đúng lời thầy dạy. Cho nên thì nếu có gì thì cũng mong quý vị thông cảm giùm. Và cuối cùng thì tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng tâm đắc là Đức Thầy đã dạy, đó là nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.